Ngày 19 tháng 11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường tổ chức cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương, đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại xã Ngũ Kiên. Kể từ khi luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực, ngày 1 tháng 7 năm 2019, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động để đưa luật vào cuộc sống, với những nhiệm vụ trọng tâm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho lực lượng Cảnh sát biển thực thi nhiệm vụ. Trong đó, đã đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền Phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam cho nhân dân thông qua các chương trình như Em yêu biển đảo quê hương, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo, điển hình trong các hoạt động đưa luật cảnh sát biển vào cuộc sống là chương trình Em yêu biển đảo quê hương đã thu hút sự tham gia, ủng hộ của nhiều địa phương và nhà trường, thầy cô giáo, các em học sinh. Đến nay, qua hơn 9 năm triển khai cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức thành công hơn 70 cuộc thi với sự tham gia của 88 trường trung học cơ sở tại 19 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Tại xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, cuộc thi thu hút 40 em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân tham gia với những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức về biển, đảo Việt Nam, công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, luật biển Việt Nam năm 2012, luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, tình hình biển Đông gần đây và sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam về bạo lực học đường tác hại của ma túy đối với học đường, truyền thống cách mạng của quê hương. Cuộc thi diễn ra sôi nổi và gay cấn ở những phút cuối. Kiến thức về biển đảo, về luật biển, luật cảnh sát biển Việt Nam, được các em trả lời xuất sắc. Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương đã trao tặng 66 xuất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người bị chất độc màu da cam, cán bộ tiền khởi nghĩa, cơ sở cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã Ngũ Kiên. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật trao tặng 50 xe đạp cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Kiên và 4 nhà trường trên địa bàn xã các thiết bị phục vụ tuyên truyền pháp luật và học trực tuyến. Tổng giá trị cuộc thi và hoạt động an sinh xã hội là 450 triệu đồng.